One two three. Bây giờ bọn mình lấy cái này để các bạn đấy đi. Mình sẽ đánh con vịt này để chúng ai nhá. Con vịt gì đây? Con vịt đồ chơi này. Ai ném ấy nhở? Ai đã bỏ đây? Tôi kệ đi. Cái vòng này. Tự nhiên thấy con vịt này và cái vòng này, không biết ở trong đồ chơi gì nhỉ? Đúng rồi, cái này là vòng tròn màu sắc giống nhà thờ quá. Con chết tớ cũng chơi cái này rồi. Hình như có người ném, chắc chắn có người ném một. Thế nào nhỉ? Như thế này. Lúc này cuối cùng ném này đúng không? Đúng rồi. Mà giờ cũng rồi. Có các cậu đưa lại cho tớ. Đây. Rồi. Vui nhỉ? Thôi các cậu ngồi vào chỗ đi để tớ kể chuyện cho. Không muộn lắm rồi. Không biết hôm nay cậu kể chuyện gì đây? Hôm nay tớ sẽ kể chuyện Phố Vàng Hố Bà. Câu chuyện này rất là hay luôn. Đợi tớ một tí đã. Nghe tên hay nhỉ? Câu chuyện này nó hơi dài nên tớ không thuộc lắm. Tớ sẽ đọc cho cậu nghe. Dài đấy. Ngày xưa, một nhà nọ có hai anh em. Bố mẹ mất sớm, để lại cho hai người một cơ ngơi cũng khá ở trong vùng. Người anh tham lam, muốn chiếm lấy toàn bộ gia tài. Một hôm, người anh gọi người em lại nói chuyện. Hắn nói: ngày trước, cha có dặn anh chăm lo cho em cẩn thận, chia tài sản cho em để ra riêng, làm ăn, rồi lập gia đình. Giờ anh sắp lấy vợ, đã đến lúc chúng ta chia tài sản rồi. Người em liền trả lời: vâng, anh nói phải, em xin nghe theo lời anh. Giờ anh tính như vậy: của cải cha để lại có 3 giống: giống đực, giống cái và giống con. Giống đực, giống cái, giống con nữa, lạ nhỉ? Thấy lạ nữa, mình chưa nghe giống con bao giờ. Các cậu trật tự đi, để nghe tôi đọc tiếp này. Vì em bé nên anh nhường cho em tất cả những giống đực khỏe mạnh mà làm ăn, còn giống cái và giống con yếu đuối thì phần anh. Em thấy sao hả? Vâng, anh dạy thế nào thì em nghe theo ạ. Được, vậy thì anh em mình bắt đầu chia nào. Người anh bắt đầu chỉ các đồ vật giống cái, giống con nhận về phần mình. Đây là cái nhà của anh. Đây là cái tủ, cái bàn, cái ghế này của anh. Đây là con trâu, con bò này của anh hết. Ui, người anh thật là tham lam. Đúng rồi đấy, để tớ đọc tiếp cho này. Nghe đến đây, người em đã biết mình bị anh lừa, nhưng không biết phải làm sao. Người anh tiếp tục chỉ các vật dụng trong nhà nhận phần mình. Hắn cười đắc chí. Đột nhiên, hắn phát hiện ra ở góc nhà có một cây đực dược. Hắn không vui, nhưng vì đã thỏa thuận với người em nên hắn nói: đây là cây đực dược, phần của chú theo đúng thỏa thuận nhé. Người em buồn bã rời khỏi nhà với cây đực dược. Người em sống tạm trong ngôi nhà hoang, ngày ngày đi chặt củi, kiếm cơm qua ngày. Còn người anh thì cưới vợ, sống sung sướng trong ngôi nhà cha mẹ để lại.
Một hôm, lên rừng đốn củi, người em mải mê không để ý trời tối. Người em bèn ngủ bên dưới gốc cây cổ thụ. Đêm đến, một đàn khỉ xuất hiện. Người em quá mệt mỏi nên ngủ say như chết. Đàn khỉ tưởng người em đã chết nên liền khênh người em đi chôn. Chúng thắc mắc với nhau nên chôn người em ở hố vàng hay hố bạc. Người em đã tỉnh nhưng rất sợ hãi, không dám lên tiếng. Cuối cùng, chúng chôn người em ở hố vàng. Khi đàn khỉ bỏ đi hết, người em bèn mở mắt ra, thấy xung quanh mình toàn là vàng. Người em liền nhặt vài thỏi vàng và chạy nhanh trở về nhà. Với số vàng đó, người em đã mua nhà, mua ruộng, tậu trâu, bò và trở nên giàu có. Đến ngày giỗ cha, người em làm mâm cỗ rồi sang nhà người anh mời anh sang nhà mình. Người anh thấy người em mặc quần áo đẹp, có vẻ giàu hơn mình nên đã dò hỏi người em. Người em liền kể lại toàn bộ sự việc. Người anh liền mượn cây được dựa của người em. Hắn lần mò vào rừng, rồi đêm đến, hắn ra vừa ngủ dưới gốc cây cổ thụ. Đàn khỉ xuất hiện cũng khênh người anh đi chôn. Nhưng khi nghe thấy lũ khỉ nói chuyện sẽ chôn hắn ở hố bạc, hắn lên tiếng: "Hãy chôn ta ở hố vàng." Người đẹp lắm. Thật lắm nhỉ. Lũ khỉ nghe thấy quá sợ hãi, chúng đã ném người anh xuống vực sâu. Kết thúc cuộc đời của kẻ tham lam bất nghĩa. Quá tham lam. Vậy là ông anh đã đọc xong câu chuyện Hố vàng, hố bạc rồi. Qua câu chuyện này thì chúng mình nhận thấy người anh là một kẻ tham lam, ích kỷ, không biết lo cho người em, còn chiếm hết tài sản mà bố mẹ để lại. Và cuối cùng người anh đã nhận một hậu quả là bị rơi xuống vực sâu. Các bạn hãy tặng cho chúng mình một like, đừng quên đăng ký để ủng hộ kênh chúng mình nhé. Tạm biệt, bye bye. Bye bye. Bye bye.